MozaBook là phần mềm soạn bài giảng và dạy học 3D thú vị và hiệu quả nhất hiện nay của tập đoàn công nghệ giáo dục Mozart Education của Hungary, hiện đang được ứng dụng trên 50 quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và được dịch ra 32 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, giúp học sinh thỏa sức học hỏi và trau dồi khả năng ngoại ngữ. Nội dung của MozaBook phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, bao gồm tất cả các chủ đề như toán, lý, hóa, sinh học, lịch sử, địa lý, âm nhạc, công nghệ, kỹ thuật, tin học. Điểm nổi bật nhất của MozaBook là các cảnh 3D, video thực tế, âm thanh, hình ảnh mô tả sinh động nội dung bài học, khiến học sinh thích thú, hiểu và nhớ bài tốt hơn. MozaBook còn được tích hợp phòng thí nghiệm ảo, cho phép học sinh thực hành, thực hiện các thí nghiệm ảo để hiểu rõ nguyên lý, nguyên nhân của sự việc, biết vận dụng lý thuyết vào đời sống thực tế, giúp học sinh chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, MozaBook còn có chức năng tương tác với học sinh trên lớp, chức năng giao bài tập về nhà và tự động chấm điểm, thống kê và đánh giá kết quả của từng học sinh rất nhanh, một cách rõ ràng và chính xác. MozaBook còn tích hợp sẵn nhiều công cụ trực quan và cần thiết hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng và dạy học. Đây được xem là phần mềm giúp cải thiện và hỗ trợ tối đa hầu như tất cả các công việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng giáo dục mới. Và giáo viên khi mà được áp dụng cái phần mềm này vào trong cái quá trình giảng dạy và học tập, thì nếu như mà chỉ có dạy một cách lý thuyết suông thôi á, thì học sinh nó sẽ khó mà có thể tiếp cận được. Thì bây giờ học sinh nó có thể tự nghiên cứu, sử dụng những cái phần mềm, những cái học liệu số ở trên đây, phải nói giống như là một cái kho tàng bách khoa toàn thư á, thì các con có thể tự nghiên cứu và tự làm việc nhóm với nhau, rồi tự thảo luận và phát triển cả cái kỹ năng thuyết trình và phản biện ở trên lớp nữa. Như vậy thì cái sự tiếp thu của học sinh nó sẽ tích cực và chủ động hơn. Thì và với những cái video 3D như vậy thì các con nó sẽ nhìn rõ một cách trực quan hơn và có khắc sâu hơn vào cái kiến thức đó. Thì với cái sự phát triển và kỹ năng sáng tạo như vậy á, thì các con có thể ứng dụng trong cái thực tế rõ ràng hơn. Thì ngoài ra thì với cái những cái video bằng tiếng Anh như thế này thì các con cũng phát triển được cái kỹ năng nghe, đọc và hiểu, thì nó cũng rất là tốt trong cái phần học và ngữ của các con. Thứ nhất là mình xin cảm ơn các bạn đã đem đến cho trường của mình một buổi giới thiệu về một phần mềm mình cảm nhận là rất là hay. Tại vì như các bạn đã nói á, là học trò nó phải có thấy trực quan, nó tương tác thì nó mới học tốt được. Mà các phần mềm MozaBook này nè có một cái thế mạnh là có kho dữ liệu học á. Ở đó có những thí nghiệm nè, có những hình ảnh mà nó rất là trực quan 3D luôn. Thì dựa vào đó học trò có thể biết được. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà không có những cái kho dữ liệu đó, học trò khó có thể hình dung những cái thí nghiệm nó diễn ra như thế nào. Đây là một cái thế mạnh rất là hữu ích của cái phần mềm này. Cảm ơn thầy. Thầy có thể cho em biết là mình dạy môn gì đúng không? Mình dạy môn toán nè. Môn toán. Môn toán thì thầy có cảm nhận được là mình ứng dụng được nhiều trong cái bộ môn của mình đúng không thầy? Hồi nãy mình có lên trên web á, thì mình thấy một cái số kho của 3D là nó thiên về hình không gian. Thì mình thấy đó cũng là một cái điểm mà mình đáng để mà khai thác trong quá trình dạy hình không gian. Theo mình thấy thì cái phần mềm này nó rất là hay, nó hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên và học sinh, và ngay cả giáo viên không phải dùng nó để mà giảng dạy không, mà có thể dùng về thêm dạy cho con cái mình ở nhà nữa. Về cái kho tư liệu á, thì nó rất là hay, khi mình tìm ở những cái kho khác ở trên web thì không có được những cái clip hay mà nó cần thiết cho cái việc dạy học như vậy.
cho ạ. Qua một năm cô sử dụng MoSoBook á, thì cô thấy rằng là học sinh á tiếp thu bài học rất là nhanh, bởi vì các con trực tiếp lên dùng cái tương tác và cái hình ảnh từ cái 3D trong cái lập trình của MoSoBook, thì các con thấy được rất là rõ những cái bộ phận cũng như là những cái yêu cầu của bộ môn, cho nên là các con hiểu bài và rất là sinh động. Bên cạnh đó thì cô thấy rằng là cái hệ thống mà kiểm tra lại bài á, cũng có thể trực tiếp ngay tại cái tiết học luôn, không cần phải về nhà làm bài tập, mà các con có thể kiểm tra ngay, và cô cũng có thể kiểm tra ngay được các con cái tiếp thu kiến thức ngay trong cái tiết học đó một cách dễ dàng qua cái phần bài tập cũng được ứng dụng trong cái MoSoBook. Cái phần mềm mà MoSoBook của tụi em cung cấp đó thì mình thấy rất là thuận tiện cho giáo viên. Nếu như mà giáo viên mà được sử dụng nó thì nó sẽ có rất là nhiều cái học liệu để mà mình bổ trợ cho việc giảng dạy của mình. Đồng thời là mình thấy là mình có khả năng phát triển những cái ý tưởng của mình từ những cái công cụ mà nó đã có sẵn. Cho nên là sẽ tạo điều kiện cho giáo viên soạn giảng nè, rồi tạo điều kiện cho học sinh sẽ tiếp cận được với những cái mô hình hoặc là những cái đoạn clip 3D mà trong thực tế các em sẽ khó có thể đến được hoặc khó có thể thấy được những cái đó trong thực tế. Lần này khi mà mình ứng dụng công nghệ vào thì mình có thể mở xử những cái vấn đề rất là chi tiết, mà học sinh nó sẽ dễ dàng tiếp thu được kiến thức. Cái môn vật lý của mình thực sự ra mình thấy là ứng dụng được rất là nhiều. Ví dụ như về cái việc mà về tham quan những cái về nhà máy thủy điện đi, thì mình thấy là với cái mô phỏng 3D thì là cực kỳ hay. Rồi ví dụ như là những cái mạch điện nó sẽ tạo cho học sinh hứng thú, bởi vì cái công cụ mà các em được làm ở trong phòng thí nghiệm á thì có nhưng mà cái giờ mà các em thực hành nó ít, còn với những cái công cụ 3D như thế này á thì mình sẽ tăng cái giờ thực hành lên, tuy là thực hành ảo thôi nhưng thực ra là nó rất là có ích. Các cái công cụ 3D trong toán học thì giúp các con hình dung được những cái phần mà các con chưa trừu tượng và đánh điểm trên các cái trục số và các cái hình không gian, thì nó giúp các con hình dung ra vấn đề nó rõ ràng hơn. Dạ. Các nhân anh thì anh thấy rằng cái TV tương tác và cái phần mềm 3D Moza thì nó là một cái công cụ nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc dạy và học của thầy và trò. Ví dụ như là những cái phần, những cái bài giảng xưa giờ thì chúng ta vẫn quen tới cái phấn trắng, bảng đen và những cái thầy cô, ví dụ môn toán mà khi lên trên trường, trên lớp mà cần phải lên thì khi có dạy về hình tròn hoặc là công này kia là phải sử dụng cơm ba, môn vật lý thì phải thêm rất là nhiều cái dụng cụ để thí nghiệm. Tuy nhiên thì cái phần mềm Moza này với cái TV tương tác trong lớp đó thì nó đã giải quyết, nó đã thực hiện tốt được cái việc là cái việc học cái lý thuyết trên lớp, và nó có ngay được cái phần thực hành, những cái phần thực hành mà thay vì là các con phải là phải đi vô cái phòng thí nghiệm, nhưng mà tại lớp thì giáo viên có thể vừa giảng lý thuyết xong và lại làm luôn cái phần thực hành, nó kết hợp với những cái đoạn phim 3D, những cái hình ảnh rất là sống động, nó tạo cho cái việc học và cái việc giảng dạy của thầy và trò, trò thì tiếp thu bài nhanh hơn, thầy cô thì thỏa sức sáng tạo của mình để có những cái tiết giảng hết sức là phong phú, và nó thực sự là theo đánh giá của cá nhân tôi thì nó chất lượng hơn so với những cái tiết học truyền thống của mình. Và đây là một trong cái mô hình mà các cái nước tiên tiến phương Tây người ta cũng đã áp dụng rồi, thì bây giờ mình mới ứng dụng, thì tôi thấy cái đây là một cái lớp học rất là tốt. Một trong những cái mà mình thấy rõ ràng nhất á là cái sự hứng thú của cả học sinh và giáo viên khi mà được áp dụng cái phần mềm này vào trong cái quá trình giảng dạy và học tập. Thì nếu như mà chỉ có dạy một cách lý thuyết suông thôi á thì học sinh nó sẽ khó mà có thể tiếp cận được. Thì bây giờ thì học sinh nó có thể tự nghiên cứu,
sử dụng những cái phần mềm mà những cái học liệu số ở trên đây, phải nói giống như một cái kho tàng bách khoa toàn thư á, thì các con có thể tự nghiên cứu và tự làm việc nhóm với nhau, rồi tự thảo luận và phát triển cả cái kỹ năng thuyết trình và phản biện ở trên lớp nữa. Như vậy thì cái sự tiếp thu của học sinh nó sẽ tích cực và chủ động hơn. Và với những cái video 3D như vậy thì các con nó sẽ nhìn rõ một cách trực quan hơn và có khắc sâu hơn vào cái kiến thức đó. Thì với cái sự phát triển và kỹ năng sáng tạo như vậy á, thì các con có thể ứng dụng trong cái thực tế rõ ràng hơn. Thì ngoài ra thì với cái những cái video bằng tiếng Anh như thế này thì các con cũng phát triển được cái kỹ năng nghe, đọc và hiểu, thì nó cũng rất là tốt trong cái phần học ngoại ngữ của các con. Con và rất bạn và các bạn rất là thích cái lớp học này, tại vì khi mà chúng con học viết viết trên sách và khi mà xem cái phim, những cái phim 3D trên phần mềm này thì con hiểu nhiều hơn khi mà xem cái phim 3D, tại vì trong sách thì mình không có được xem nhiều về cái sự hoạt động của ví dụ như là hoạt động của cái nguyên tử hoặc là cái số đo của lần mùa Ai Cập. Con thấy dễ hiểu bài hơn và hiểu rõ cái nội dung phần học khi mà học cái phần này. Khi mà học trên lớp thì thầy cô có thể thấy được cái bài làm của con và có thể chấm bài trên cái phần mềm này. Còn khi ở nhà thì tụi con về nhà làm bài tập trên cái phần mềm này trong cái tablet. Thì ngoài khi mà làm cái bài tập đó, thì tụi con có thể tìm hiểu các cái nội dung khác trên cái phần mềm. Năm lớp 6 vừa rồi thì các bé nó có học cái môn vật lý về cái sự nở, sự nóng lên của chất lỏng. Thì khi về nghe con mình nó nói lại là khi học cái phần mềm MOSA này kết hợp với TV trên lớp thì các con nó được tự tay thí nghiệm những cái thí nghiệm về nhiệt độ, mà cho nên là tụi nó rất là thích thú, nó rất là thích về cái phần học này. Còn đối với những cái phần khác, ví dụ như những cái môn học khác, ví dụ như môn ngoại ngữ chẳng hạn, thì thầy cô cũng có những cái phát âm, vừa cái phần phát âm của thầy cô kết hợp với cái phần phát âm âm chuẩn những cái đoạn văn, những cái bài nó rất là sôi động, sinh động. Thì cá nhân tôi thấy rằng cái phần học này rất là tốt. Ngoài ra thì mỗi một bé là có một cái tài khoản riêng, như vậy khi mà về nhà thì nó cũng giống như là một cái lớp học mà thầy cô đã trên lớp đã giao cái phần bài tập để về cho các con ở nhà cũng có thể học và thỏa sức đam mê sáng tạo dựa trên cái nền tảng, cái nguồn học liệu hết sức là phong phú của cái MOSA. Sao nhỉ? Con và rất bạn và các bạn rất là thích cái lớp học này, tại vì khi mà chúng con học viết viết trên sách và khi mà xem cái phim, những cái phim 3D trên phần mềm này thì con hiểu nhiều hơn khi mà xem cái phim 3D, tại vì trong sách thì mình không có được xem nhiều về cái sự hoạt động của ví dụ như là hoạt động của cái nguyên tử hoặc là cái số đo của lần mùa Ai Cập. Con thấy dễ hiểu bài hơn và hiểu rõ cái nội dung phần học khi mà học cái phần mềm này. Một câu hỏi nữa cho con là con sử dụng cái phần mềm MOSA này để học ở trên lớp và cụ thể là ở nhà thì con dùng nó để học thế nào, để tự học thế nào? Dạ, khi mà học trên lớp thì thầy cô có thể thấy được cái bài làm của con và có thể chấm bài trên cái phần mềm này. Còn khi ở nhà thì tụi con về nhà làm bài tập trên cái phần mềm này trong cái tablet. Thì ngoài khi mà làm cái bài tập á, thì tụi con có thể tìm hiểu các cái nội dung khác trên cái phần. Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên của trường Trung học phổ thông Mê Linh. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi sử dụng phần mềm MOSA Book trong quá trình soạn giảng.
Bản thân tôi cảm thấy rất là may mắn khi được biết đến phần mềm soạn giả Mozabook, và càng may mắn hơn khi nhận được giải thưởng giá trị từ ban tổ chức cuộc thi. Chính vì vậy mà tôi muốn chia sẻ phần mềm tuyệt vời này tới mọi người. Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi rất nhiều đã tạo điều kiện cho giáo viên được trải nghiệm và sử dụng phần mềm Mozabook. Thực sự đây là một phần mềm tôi rất là thích, bởi vì là tôi vừa có thể soạn được một bài giảng điện tử rất là nhanh chóng và hoàn chỉnh, mà lại được thỏa sức sáng tạo theo cái ý của mình. Với phần mềm Mozabook, thầy cô có thể trực tiếp tạo một bài giảng điện tử ở trên này. Hoặc có thể tải file PowerPoint trên máy tính lên Moza, sau đó chỉnh sửa với rất nhiều những công cụ tiện ích trong Moza. Đây là bài giảng điện tử tôi tải lên từ máy tính của mình. Thầy cô có thể trực tiếp chỉnh sửa trên Mozabook với rất nhiều các tiện ích khác nhau. Trong Mozabook, thầy cô có thể cho học sinh luyện tập với rất nhiều các hình thức khác nhau trong cái mục công cụ kiểm tra trắc nghiệm. Với rất nhiều hình thức như là trả lời nhanh, điền khuyết, nối từ hay là ô chữ, vân vân. Hoặc là có bảng trò chơi đa dạng với rất nhiều hình thức đặc sắc như là hình ảnh domino, ghi nhớ, kết nối, cờ lật, hình vuông ma thuật, chỉ đường, cối xanh, vân vân. Thầy cô dạy môn nào có thể lựa chọn các chủ đề liên quan tới môn đó. Ví dụ tôi dạy môn địa lý, tôi lựa chọn chủ đề về địa lý. Thì trong Mozabook có sẵn rất nhiều những tư liệu cực kỳ phong phú và hữu ích cho thầy cô có thể sử dụng để soạn giảng. Mình đặc biệt ấn tượng với kho tư liệu của Mozabook. Thầy cô có thể dễ dàng chèn các cảnh 3D, video, clip, hình ảnh, âm thanh hay là bảng tính vào bài giảng của mình một cách rất là dễ dàng. Ví dụ tôi sử dụng một tấm cảnh 3D. Thầy cô có thể dễ dàng chèn trực tiếp vào trong bài giảng của mình. Cảnh 3D hoặc là video. Hoặc là các âm thanh chúng ta yêu thích. Ngoài ra thầy cô có thể vẽ tự do bằng công cụ này. Thực sự đây là một công cụ mà tôi cũng rất là thích. Các thầy cô có thể chèn các công cụ toán học ở trong này, hoặc là sử dụng những bút vẽ thông minh. Mong thầy cô có thể sử dụng bút vẽ thông minh nhận dạng và chữ như sau. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi, với những trải nghiệm của mình, thì thầy cô cũng có thêm hiểu biết nhiều hơn về Mozabook. Đây thực sự là một phần mềm rất là hữu ích mà thầy cô hãy nên trải nghiệm và sử dụng để phục vụ cho việc soạn giảng của mình. Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào ban tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng trên Mozabook. Đầu tiên, cho em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức
đã tạo điều kiện cho chúng em tham gia một chương trình vô cùng ý nghĩa, đó là thiết kế bài giảng trên phần mềm Mozabook. Em biết đến cuộc thi khi đọc được thông tin trên fanpage của chương trình. Khi đó em đã rất hào hứng và rất muốn được tham gia chương trình để có thể được cùng sáng tạo thiết kế những bài giảng thật hay và có thể trực tiếp sử dụng phần mềm Mozabook vào giảng dạy trực tiếp cho các em học sinh. Ngay lúc đó em đã bắt đầu lên ý tưởng cho bài giảng. Sau đó giới thiệu cho học sinh về phần mềm thú vị này. Các em rất ấn tượng, rất muốn có cơ hội để học tập cùng phần mềm này với các môn học khác nữa. Trong suốt quá trình sử dụng phần mềm để thiết kế bài giảng, em thực sự vô cùng ấn tượng với các hình ảnh 3D sinh động, những trò chơi thú vị và cùng lôi cuốn. Phần mềm Mozabook sẽ là một gợi ý vô cùng tuyệt vời đối với mỗi nhà trường để chuẩn bị và hỗ trợ trong quá trình giảng dạy của các giáo viên. Thật may mắn và vinh dự cho bản thân em, cuối cùng thì em đã có cơ hội để giành giải nhì trong cuộc thi. Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ những năm tháng đứng trên bục giảng của em. Cảm xúc thật sự khó tả khi nhận được kết quả từ cuộc thi. Và đây sẽ là động lực rất lớn giúp em có thể say mê và sáng tạo hơn nữa trong quá trình thiết kế và giảng dạy của mình. Cuối cùng em muốn gửi lời cảm ơn đến Tùng Việt Smart Education rất nhiều. Chúc Tùng Việt Smart Education luôn thành công trên con đường đổi mới giáo dục nước. Xin chào các bạn. Các bạn đã biết gì về Mozabook? Chắc hẳn rất nhiều thầy cô đã trải nghiệm phần mềm vô cùng hấp dẫn này. Bản thân tôi mới được tiếp cận phần mềm này trong năm học 2021-2022 và thực sự phần mềm đã giúp tôi thỏa sức đam mê với việc thiết kế bài giảng kỹ thuật số. Bài giảng có thể được làm phong phú bởi các hình ảnh, hình vẽ và cảnh 3D tương tác, hoặc bạn có thể tạo ra các bài tập ngoạn mục một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt, cảm nhận của bản thân tôi sau mỗi tiết dạy là học sinh của tôi vô cùng thích thú. Các giờ học trở nên hấp dẫn, sinh động hơn. Học sinh của tôi luôn mong đợi các tiết học này. Và đương nhiên, việc tiếp thu bài của các em diễn ra một cách tự nhiên và hiệu quả. Hy vọng rằng phần mềm sẽ không ngừng phát triển về nội dung và trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ các thầy cô trong việc đổi mới và sáng tạo.
MozaBook là phần mềm soạn bài giảng và dạy học 3D thú vị và hiệu quả nhất hiện nay của tập đoàn công nghệ giáo dục Mozart Education của Hungary. Hiện đang được ứng dụng trên 50 quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và được dịch ra 32 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, giúp học sinh thỏa sức học hỏi và trau dồi khả năng ngoại ngữ. Nội dung của MozaBook phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, bao gồm tất cả các chủ đề như toán, lý, hóa, sinh học, lịch sử, địa lý, âm nhạc, công nghệ, kỹ thuật, tin học. Điểm nổi bật nhất của MozaBook là các cảnh 3D, video thực tế, âm thanh, hình ảnh mô tả sinh động nội dung bài học, khiến học sinh thích thú, hiểu và nhớ bài tốt hơn. MozaBook còn được tích hợp phòng thí nghiệm ảo, cho phép học sinh thực hành, thực hiện các thí nghiệm ảo để hiểu rõ nguyên lý, nguyên nhân của sự việc, biết vận dụng lý thuyết vào đời sống thực tế, giúp học sinh chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, MozaBook còn có chức năng tương tác với học sinh trên lớp, chức năng giao bài tập về nhà và tự động chấm điểm, thống kê và đánh giá kết quả của từng học sinh rất nhanh, một cách rõ ràng và chính xác. MozaBook còn tích hợp sẵn nhiều công cụ trực quan và cần thiết hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng và dạy học. Đây được xem là phần mềm giúp cải thiện và hỗ trợ tối đa hầu như tất cả các công việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng giáo dục mới. Khi mà được áp dụng cái phần mềm này vào trong cái quá trình giảng dạy và học tập, thì nếu như mà chỉ có dạy một cách lý thuyết suông thôi á, thì học sinh nó sẽ khó mà có thể tiếp cận được. Thì bây giờ học sinh nó có thể tự nghiên cứu, sử dụng những cái phần mềm, những cái học liệu số ở trên đây. Thầy nói giống như là một cái kho tàng bách khoa toàn thư á, thì các con có thể tự nghiên cứu và tự làm việc nhóm với nhau, rồi tự thảo luận và phát triển cả cái kỹ năng thuyết trình và phản biện ở trên lớp nữa. Như vậy thì cái sự tiếp thu của học sinh nó sẽ tích cực và chủ động hơn. Thì và với những cái video 3D như vậy thì các con nó sẽ nhìn rõ một cách trực quan hơn và có khắc sâu hơn vào cái kiến thức đó. Thì với cái sự phát triển và kỹ năng sáng tạo như vậy thì các con có thể ứng dụng trong cái thực tế rõ ràng hơn. Thì ngoài ra thì với cái những cái video bằng tiếng Anh như thế này thì các con cũng phát triển được cái kỹ năng nghe, đọc và hiểu, thì nó cũng rất là tốt trong cái phần học ngoại ngữ của con. Thứ nhất là mình xin cảm ơn các bạn đã đem đến cho trường của mình một buổi giới thiệu về một phần mềm mà cảm nhận là rất là hay. Tại vì như các bạn đã nói á, là học trò nó phải có thấy trực quan, nó tương tác thì nó mới học tốt được. Mà các phần mềm MozaBook này nè có một cái thế mạnh là có kho dữ liệu học á. Ở đó có những thí nghiệm, là có những hình ảnh mà nó rất là trực quan 3D luôn. Thì dựa vào đó học trò có thể biết được. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà không có những cái kho dữ liệu đó, học trò khó có thể hình dung những cái thí nghiệm nó diễn ra như thế nào. Đây là một cái thế mạnh rất là hữu ích của cái phần mềm này. Cảm ơn thầy. Thầy có thể cho em biết là mình dạy môn gì được không? Mình dạy môn toán à. Môn toán. Môn toán thì thầy có cảm nhận được là mình ứng dụng được nhiều trong cái bộ môn của mình không thầy? Hồi nãy mình có lên trên web á, thì mình thấy một cái số kho của 3D là nó thiên về hình học không gian. Thì mình thấy đó cũng là một cái điểm mà mình đáng để mà khai thác trong quá trình dạy hình học không gian. Theo mình thấy thì cái phần mềm này nó rất là hay, nó hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên và học sinh, và ngay cả giáo viên không phải dùng nó để mà giảng dạy không, mà có thể dùng về thêm dạy cho con cái mình ở nhà nữa. Về cái kho tư liệu á, thì nó rất là hay, khi mình tìm ở những cái kho khác ở trên web thì không có được những cái clip hay mà nó cần thiết cho cái việc dạy học như vậy.
có ạ. Qua một năm cô sử dụng Mosebook á, thì cô thấy rằng là học sinh á tiếp thu bài học rất là nhanh, bởi vì các con trực tiếp lên dùng cái tương tác và cái hình ảnh từ cái 3D trong cái lập trình của Mosebook, thì các con thấy được rất là rõ những cái bộ phận cũng như là những cái yêu cầu của bộ môn, cho nên là các con hiểu bài và rất là sinh động. Bên cạnh đó thì cô thấy rằng là cái hệ thống mà kiểm tra lại bài á cũng có thể trực tiếp ngay tại cái tiết học luôn, không cần phải về nhà làm bài tập mà các con có thể kiểm tra ngay, và cô cũng có thể kiểm tra ngay được các con cái tiếp thu kiến thức ngay trong cái tiết học đó một cách dễ dàng qua cái phần bài tập cũng được ứng dụng trong cái Mosebook. Cái phần mềm mà Mosebook của tụi em cung cấp đó thì mình thấy rất là thuận tiện cho giáo viên. Nếu như mà giáo viên mà được sử dụng nó thì nó sẽ có rất là nhiều cái học liệu để mà mình bổ trợ cho việc giảng dạy của mình. Đồng thời là mình thấy là mình có khả năng phát triển những cái ý tưởng của mình từ những cái công cụ mà nó đã có sẵn. Cho nên là sẽ tạo điều kiện cho giáo viên soạn giảng nè, rồi tạo điều kiện cho học sinh sẽ tiếp cận được với những cái mô hình hoặc là những cái đoạn clip 3D mà trong thực tế các em sẽ khó có thể đến được hoặc khó có thể thấy được những cái đó trong thực tế. Lần này khi mà mình ứng dụng công nghệ vào thì mình có thể mở xử những cái vấn đề nó rất là chi tiết, nên học sinh nó sẽ dễ dàng tiếp thu được kiến thức. Cái môn vật lý của mình thực sự ra mình thấy là ứng dụng được rất là nhiều. Ví dụ như về cái việc mà về tham quan những cái về nhà máy thủy điện đi, thì mình thấy là với cái mô phỏng 3D thì là cực kỳ hay. Rồi ví dụ như là những cái mạch điện nó sẽ tạo cho học sinh hứng thú, bởi vì cái công cụ mà các em được làm ở trong phòng thí nghiệm á thì có nhưng mà cái giờ mà các em thực hành nó ít, còn với những cái công cụ 3D như thế này á thì mình sẽ tăng cái giờ thực hành lên, tuy là thực hành ảo thôi nhưng thực ra là nó rất là có ích. Các cái công cụ 3D trong toán học thì giúp các con hình dung được những cái phần mà các con chưa chiều tượng và đánh điểm trên các cái trục số và các cái hình không gian, thì nó giúp các con hình dung ra vấn đề nó rõ ràng hơn. Dạ. Cá nhân anh thì anh thấy rằng cái TV tương tác và cái phần mềm 3D Moza thì nó là một cái công cụ nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc dạy và học của thầy và trò. Ví dụ như là những cái phần, những cái bài giảng xưa giờ thì chúng ta vẫn quen tới cái phấn trắng, bảng đen và những cái thầy cô, ví dụ môn toán mà khi lên trên trường, trên lớp mà cần phải lên thì khi có dạy về hình tròn hoặc là công này kia là phải sử dụng cơm ba, môn vật lý thì phải thêm rất là nhiều cái dụng cụ để thí nghiệm. Tuy nhiên thì cái phần mềm Moza này, cái TV tương tác trong lớp đó thì nó đã giải quyết, nó đã thực hiện tốt được cái việc mà cái việc học cái lý thuyết trên lớp, và nó có ngay được cái phần thực hành, những cái phần thực hành mà thay vì là các con hoặc là phải đi vô cái phòng thí nghiệm, nhưng mà tại lớp thì giáo viên có thể vừa giảng lý thuyết xong và lại làm luôn cái phần thực hành, nó kết hợp với những cái đoạn phim 3D, những cái hình ảnh rất là sống động, tạo cho cái việc học và cái việc giảng dạy của thầy và trò, trò thì tiếp thu bài nhanh hơn, thầy cô thì thỏa sức sáng tạo của mình để có những cái tiết giảng hết sức là phong phú, và nó thực sự là theo đánh giá của cá nhân tôi thì nó chất lượng hơn so với những cái tiết học truyền thống của mình. Và đây là một trong cái mô hình mà các cái nước tiên tiến phương Tây người ta cũng đã áp dụng rồi, thì bây giờ mình mới ứng dụng, thì tôi thấy cái đây là một cái lớp học rất là tốt. Một trong những cái mà mình thấy rõ ràng nhất á là cái sự hứng thú của cả học sinh và giáo viên khi mà được áp dụng cái phần mềm này vào trong cái quá trình giảng dạy và học tập. Thì nếu như mà chỉ có dạy một cách lý thuyết suông thôi á thì học sinh nó sẽ khó mà có thể tiếp cận được. Thì bây giờ thì học sinh nó có thể tự nghiên cứu,
sử dụng những cái phần mềm mà những cái học liệu số ở trên đây, phải nói giống như một cái kho tàng bách khoa toàn thư á, thì các con có thể tự nghiên cứu và tự làm việc nhóm với nhau, rồi tự thảo luận và phát triển cả cái kỹ năng thuyết trình và phản biện ở trên lớp nữa. Như vậy thì cái sự tiếp thu của học sinh nó sẽ tích cực và chủ động hơn. Thì và với những cái video 3D như vậy thì các con nó sẽ nhìn rõ một cách trực quan hơn và có khắc sâu hơn vào cái kiến thức đó. Thì với cái sự phát triển và kỹ năng sáng tạo như vậy á, thì các con có thể ứng dụng trong cái thực tế rõ ràng hơn. Thì ngoài ra thì với cái những cái video bằng tiếng Anh như thế này thì các con cũng phát triển được cái kỹ năng nghe, đọc và hiểu, thì nó cũng rất là tốt trong cái phần học ngoại ngữ của các con. Con và rất bạn và các bạn rất là thích cái lớp học này, tại vì khi mà chúng con học viết thuyết trên sách và khi mà xem cái phim, những cái phim 3D trên cái phần mềm này thì con hiểu nhiều hơn khi mà xem cái phim 3D, tại vì trong sách thì mình không có được xem về cái sự hoạt động của, ví dụ như là hoạt động của cái nguyên tử hoặc là cái số đo của lăng mộ Ai Cập, con thấy dễ hiểu bài hơn và hiểu rõ cái nội dung phần học khi mà học cái phần này. Khi mà học trên lớp thì thầy cô có thể thấy được cái bài làm của con và có thể chấm bài trên cái phần mềm này. Còn khi ở nhà thì tụi con về nhà làm bài tập trên cái phần mềm này trong cái tablet. Thì ngoài khi mà làm cái bài tập á, thì tụi con có thể tìm hiểu các nội dung khác trên cái phần này. Năm lớp 6 vừa rồi thì các bé nó có học cái môn vật lý về cái sự nở, sự nóng lên của chất lỏng. Thì khi về nghe con mình nó nói lại là khi học cái phần mềm MOSA này kết hợp với TV trên lớp thì các con nó được tự tay thí nghiệm những cái thí nghiệm về nhiệt độ, mà cho nên là tụi nó rất là thích thú, nó rất là thích về cái phần học này. Còn đối với những cái phần khác, ví dụ như những cái môn học khác, ví dụ như môn ngoại ngữ chẳng hạn, thì thầy cô cũng có những cái phát âm, vừa cái phần phát âm của thầy cô kết hợp với cái phần phát âm âm chuẩn những cái đoạn văn, những cái bài nó rất là sôi động, sinh động. Thì cá nhân tôi thì tôi thấy rằng cái phần học này rất là tốt. Ngoài ra thì mỗi một bé là có một cái tài khoản riêng, như vậy khi mà về nhà thì nó cũng giống như là một cái lớp học mà thầy cô đã trên lớp đã giao cái phần bài tập để về cho các con ở nhà cũng có thể học và thỏa sức đam mê sáng tạo dựa trên cái nền tảng, cái nguồn học liệu hết sức là phong phú của cái MOSA. Sao vậy? Con và rất bạn và các bạn rất là thích cái lớp học này, tại vì khi mà chúng con học viết thuyết trên sách và khi mà xem cái phim, những cái phim 3D trên cái phần mềm này thì con hiểu nhiều hơn khi mà xem cái phim 3D, tại vì trong sách thì mình không có được xem về cái sự hoạt động của, ví dụ như là hoạt động của cái nguyên tử hoặc là cái số đo của lăng mộ Ai Cập, con thấy dễ hiểu bài hơn và hiểu rõ cái nội dung phần học khi mà học cái phần mềm này. Một câu hỏi nữa cho con là con sử dụng cái phần mềm MOSA này để học ở trên lớp và cụ thể là ở nhà thì con dùng nó để học thế nào, để tự học thế nào? Dạ, khi mà học trên lớp thì thầy cô có thể thấy được cái bài làm của con và có thể chấm bài trên cái phần mềm này. Còn khi ở nhà thì tụi con về nhà làm bài tập trên cái phần mềm này trong cái tablet. Thì ngoài khi mà làm cái bài tập á, thì tụi con có thể tìm hiểu các cái nội dung khác trên cái phần. Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên của trường Trung học phổ thông Mê Linh. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi sử dụng phần mềm MOSA Book trong quá trình soạn giảng.
Bản thân tôi cảm thấy rất là may mắn khi được biết đến phần mềm soạn giả Mozabook, và càng may mắn hơn khi nhận được giải thưởng giá trị từ ban tổ chức cuộc thi. Chính vì vậy mà tôi muốn chia sẻ phần mềm tuyệt vời này tới mọi người. Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi rất nhiều đã tạo điều kiện cho giáo viên được trải nghiệm và sử dụng phần mềm Mozabook. Thực sự đây là một phần mềm tôi rất là thích, bởi vì là tôi vừa có thể soạn được một bài giảng điện tử rất là nhanh chóng và hoàn chỉnh, mà lại được thỏa sức sáng tạo theo cái ý của mình. Với phần mềm Mozabook, thầy cô có thể trực tiếp tạo một bài giảng điện tử ở trên này. Hoặc có thể tải file PowerPoint trên máy tính lên Moza, sau đó chỉnh sửa với rất nhiều những công cụ tiện ích trong Moza. Đây là bài giảng điện tử tôi tải lên từ máy tính của mình. Thầy cô có thể trực tiếp chỉnh sửa trên Mozabook với rất nhiều các tiện ích khác nhau. Trong Mozabook, thầy cô có thể cho học sinh luyện tập với rất nhiều các hình thức khác nhau trong cái mục công cụ kiểm tra trắc nghiệm. Với rất nhiều hình thức như là trả lời nhanh, điền khuyết, nối từ hay là ô chữ, vân vân. Hoặc là có bảng trò chơi đa dạng với rất nhiều hình thức đặc sắc như là hình ảnh domino, ghi nhớ, kết nối, cờ lật, hình vuông ma thuật, chỉ đường, cối xay, vân vân. Thầy cô dạy môn nào có thể lựa chọn các chủ đề liên quan tới môn đó. Ví dụ tôi dạy môn địa lý, tôi lựa chọn chủ đề về địa lý. Thì trong Mozabook có sẵn rất nhiều những tư liệu cực kỳ phong phú và hữu ích cho thầy cô có thể sử dụng để soạn giảng. Mình đặc biệt ấn tượng với kho tư liệu của Mozabook. Thầy cô có thể dễ dàng chèn các cảnh 3D, video, clip, hình ảnh, âm thanh hay là bảng tính vào bài giảng của mình một cách rất là dễ dàng. Ví dụ tôi sử dụng một tấm cảnh 3D, thầy cô có thể dễ dàng chèn trực tiếp vào trong bài giảng của mình. Cảnh 3D hoặc là video. Hoặc là các âm thanh chúng ta yêu thích. Ngoài ra thầy cô có thể vẽ tự do bằng công cụ này. Thực sự đây là một công cụ mà tôi cũng rất là thích. Các thầy cô có thể chèn các công cụ toán học ở trong này, hoặc là sử dụng những bút vẽ thông minh. Hoặc thầy cô có thể sử dụng bút vẽ thông minh để nhận dạng và chữ như sau. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi, với những trải nghiệm của mình thì thầy cô cũng có thêm hiểu biết nhiều hơn về Mozabook. Đây thực sự là một phần mềm rất là hữu ích mà thầy cô hãy nên trải nghiệm và sử dụng để phục vụ cho việc soạn giảng của mình. Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào ban tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng trên Mozabook. Đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức
đã tạo điều kiện cho chúng em tham gia một chương trình vô cùng ý nghĩa, đó là thiết kế bài giảng trên phần mềm Mozabook. Em biết đến cuộc thi khi đọc được thông tin trên fanpage của chương trình. Khi đó em đã rất hào hứng và rất muốn được tham gia chương trình để có thể được cùng sáng tạo thiết kế những bài giảng thật hay và có thể trực tiếp sử dụng phần mềm Mozabook vào giảng dạy trực tiếp cho các em học sinh. Ngay lúc đó em đã bắt đầu lên ý tưởng cho bài giảng. Sau đó giới thiệu cho học sinh về phần mềm thú vị này. Các em rất ấn tượng, rất muốn có cơ hội để học tập cùng phần mềm này với các môn học khác nữa. Trong suốt quá trình sử dụng phần mềm để thiết kế bài giảng, em thực sự vô cùng ấn tượng với các hình ảnh 3D sinh động, những trò chơi thú vị và cùng lôi cuốn. Phần mềm Mozabook sẽ là một gợi ý vô cùng tuyệt vời đối với mỗi nhà trường để chuẩn bị và hỗ trợ trong quá trình giảng dạy của các giáo viên. Thật may mắn và vinh dự cho bản thân em, cuối cùng thì em đã có cơ hội để giành giải nhì trong cuộc thi. Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong những năm tháng đứng trên bục giảng của em. Cảm xúc thật sự khó tả khi nhận được kết quả từ cuộc thi. Và đây sẽ là động lực rất lớn giúp em có thể say mê và sáng tạo hơn nữa trong quá trình thiết kế và giảng dạy của mình. Cuối cùng em muốn gửi lời cảm ơn đến Tùng Việt Smart Education rất nhiều. Chúc Tùng Việt Smart Education luôn thành công trên con đường đổi mới giáo dục nữa. Xin chào các bạn. Các bạn đã biết gì về Mozabook? Chắc hẳn rất nhiều thầy cô đã trải nghiệm phần mềm vô cùng hấp dẫn này. Bản thân tôi mới được tiếp cận phần mềm này trong năm học 2021-2022 và thực sự phần mềm đã giúp tôi thỏa sức đam mê với việc thiết kế bài giảng kỹ thuật số. Bài giảng có thể được làm phong phú bởi các hình ảnh, hình vẽ và cảnh 3D tương tác, hoặc bạn có thể tạo ra các bài tập ngoạn mục một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt, cảm nhận của bản thân tôi sau mỗi tiết dạy là học sinh của tôi vô cùng thích thú. Các giờ học trở nên hấp dẫn, sinh động hơn. Học sinh của tôi luôn mong đợi các tiết học này. Và đương nhiên, việc tiếp thu bài của các em diễn ra một cách tự nhiên và hiệu quả. Hy vọng rằng phần mềm sẽ không ngừng phát triển về nội dung và trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ các thầy cô trong việc đổi mới và sáng tạo.
MozaBook là phần mềm soạn bài giảng và dạy học 3D thú vị và hiệu quả nhất hiện nay của tập đoàn công nghệ giáo dục Mozart Education của Hungary, hiện đang được ứng dụng trên 50 quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và được dịch ra 32 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, giúp học sinh thỏa sức học hỏi và trau dồi khả năng ngoại ngữ. Nội dung của MozaBook phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, bao gồm tất cả các chủ đề như toán, lý, hóa, sinh học, lịch sử, địa lý, âm nhạc, công nghệ, kỹ thuật, tin học. Điểm nổi bật nhất của MozaBook là các cảnh 3D, video thực tế, âm thanh, hình ảnh mô tả sinh động nội dung bài học, khiến học sinh thích thú, hiểu và nhớ bài tốt hơn. MozaBook còn được tích hợp phòng thí nghiệm ảo, cho phép học sinh thực hành, thực hiện các thí nghiệm ảo để hiểu rõ nguyên lý, nguyên nhân của sự việc, biết vận dụng lý thuyết vào đời sống thực tế, giúp học sinh chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, MozaBook còn có chức năng tương tác với học sinh trên lớp, chức năng giao bài tập về nhà và tự động chấm điểm, thống kê và đánh giá kết quả của từng học sinh rất nhanh, một cách rõ ràng và chính xác. MozaBook còn tích hợp sẵn nhiều công cụ trực quan và cần thiết hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng và dạy học. Đây được xem là phần mềm giúp cải thiện và hỗ trợ tối đa hầu như tất cả các công việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng giáo dục mới. Sử dụng những cái phần mềm mà những cái học liệu số ở trên đây, thầy nói giống như là một cái kho tàng bách khoa toàn thư á, thì các con có thể tự nghiên cứu và tự làm việc nhóm với nhau, rồi tự thảo luận và phát triển cả cái kỹ năng thuyết trình và phản biện ở trên lớp nữa. Như vậy thì cái sự tiếp thu của học sinh nó sẽ tích cực và chủ động hơn. Và với những cái video 3D như vậy thì các con nó sẽ nhìn rõ một cách trực quan hơn và có khắc sâu hơn vào cái kiến thức đó. Thì với cái sự phát triển và kỹ năng sáng tạo như vậy á, thì các con có thể ứng dụng trong cái thực tế rõ ràng hơn. Thì ngoài ra thì với cái những cái video bằng tiếng Anh như thế này thì các con cũng phát triển được cái kỹ năng nghe, đọc và hiểu, thì nó cũng rất là tốt trong cái phần học ngoại ngữ của các con. Thứ nhất là mình xin cảm ơn các bạn đã đem đến cho trường của mình một buổi giới thiệu về một phần mềm mình cảm nhận là rất là hay. Tại vì như các bạn đã nói á, là học trò nó phải có thấy trực quan, nó tương tác thì nó mới học tốt được. Mà các phần mềm MozaBook này nè có một cái thế mạnh là có kho dữ liệu học á. Ở đó có những thí nghiệm, là có những hình ảnh mà nó rất là trực quan 3D luôn. Thì dựa vào đó học trò có thể biết được. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà không có những cái kho dữ liệu đó, học trò khó có thể hình dung những cái thí nghiệm nó diễn ra như thế nào. Đây là một cái thế mạnh rất là hữu ích của cái phần mềm này. Dạ thầy, thầy có thể cho em biết là mình dạy môn gì không? Mình dạy môn toán nè. Môn toán. Môn toán thì thầy có cảm nhận được là mình ứng dụng được nhiều trong cái bộ môn của mình đúng không thầy? Hồi nãy mình có lên trên web á, thì mình thấy một cái số kho của 3D là nó thiên về nào không gian. Thì mình thấy đó cũng là một cái điểm mà mình đáng để mà khai thác trong quá trình dạy nào không gian. Theo mình thấy thì cái phần mềm này nó rất là hay. Nó hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên và học sinh. Và ngay cả giáo viên không phải dùng nó để mà giảng dạy không, mà có thể dùng về thêm dạy cho con cái mình ở nhà nữa. Về cái kho tư liệu á, thì nó rất là hay. Khi mình tìm ở những cái kho khác ở trên web thì không có được những cái clip hay mà nó cần thiết cho cái việc dạy học như vậy.
to ạ. Qua một năm cô sử dụng Mosebook thì cô thấy rằng là học sinh tiếp thu bài học rất là nhanh, bởi vì các con trực tiếp lên dùng cái tương tác và cái hình ảnh từ cái 3D trong cái lập trình của Mosebook, thì các con thấy được rất là rõ những cái bộ phận cũng như là những cái yêu cầu của bộ môn, cho nên là các con hiểu bài và rất là sinh động. Bên cạnh đó thì cô thấy rằng là cái hệ thống mà kiểm tra lại bài á có thể trực tiếp ngay tại tiết học luôn, không cần phải về nhà làm bài tập, mà các con có thể kiểm tra ngay, và cô cũng có thể kiểm tra ngay được các con cái tiếp thu kiến thức ngay trong cái tiết học đó một cách dễ dàng qua cái phần bài tập cũng được ứng dụng trong cái Mosebook. Cái phần mềm mà Mosebook của tụi em cung cấp thì mình thấy rất là thuận tiện cho giáo viên. Nếu như mà giáo viên mà được sử dụng nó thì nó sẽ có rất là nhiều cái học liệu để mà mình bổ trợ cho việc giảng dạy của mình. Đồng thời là mình thấy là mình có khả năng phát triển những cái ý tưởng của mình từ những cái công cụ mà nó đã có sẵn. Cho nên là sẽ tạo điều kiện cho giáo viên soạn giảng nè, rồi tạo điều kiện cho học sinh sẽ tiếp cận được với những cái mô hình hoặc là những cái đoạn clip 3D mà trong thực tế các em sẽ khó có thể đến được hoặc khó có thể thấy được những cái đó trong thực tế. Còn lần này khi mà mình ứng dụng công nghệ vào thì mình có thể mở xử những cái vấn đề nó rất là chi tiết, nên học sinh nó sẽ dễ dàng tiếp thu được kiến thức. Cái môn vật lý của mình thực sự ra mình thấy là ứng dụng được rất là nhiều. Ví dụ như về cái việc mà về tham quan những cái về nhà máy thủy điện đi, thì mình thấy là với cái mô phỏng 3D thì là cực kỳ hay. Rồi ví dụ như là những cái mạch điện nó sẽ tạo cho học sinh hứng thú, bởi vì cái công cụ mà các em được làm ở trong phòng thí nghiệm á thì có nhưng mà cái giờ mà các em thực hành nó ít, còn với những cái công cụ 3D như thế này thì mình sẽ tăng cái giờ thực hành lên, tuy là thực hành ảo thôi nhưng thực ra là nó rất là có ích. Các cái công cụ 3D trong toán học thì giúp các con hình dung được những cái phần mà các con chưa trừu tượng và đánh điểm trên các cái trục số và các cái hình không gian, thì nó giúp các con hình dung ra vấn đề nó rõ ràng hơn. Dạ. Cá nhân anh thì anh thấy rằng cái TV tương tác và cái phần mềm 3D Moza thì nó là một cái công cụ nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc dạy và học của thầy và trò. Ví dụ như là những cái phần, những cái bài giảng xưa giờ thì chúng ta vẫn quen tới cái phấn trắng, bảng đen và những cái thầy cô, ví dụ môn toán mà khi lên trên trường, trên lớp mà cần phải lên thì khi có dạy về hình tròn hoặc là công này kia là phải sử dụng cơm ba, môn vật lý thì phải thêm rất là nhiều cái dụng cụ để thí nghiệm. Tuy nhiên thì cái phần mềm Moza này với cái TV tương tác trong lớp đó thì nó đã giải quyết, nó đã thực hiện tốt được cái việc mà cái việc học cái lý thuyết trên lớp, và nó có ngay được cái phần thực hành, những cái phần thực hành mà thay vì là các con hoặc là phải đi vô cái phòng thí nghiệm, nhưng mà tại lớp thì giáo viên có thể vừa giảng lý thuyết xong và lại làm luôn cái phần thực hành, nó kết hợp với những cái đoạn phim 3D, những cái hình ảnh rất là sống động, nó tạo cho cái việc học và cái việc giảng dạy của thầy và trò, trò thì tiếp thu bài nhanh hơn, thầy cô thì thỏa sức sáng tạo của mình để có những cái tiết giảng hết sức là phong phú, và nó thực sự ra là theo đánh giá của cá nhân tôi thì nó chất lượng hơn so với những cái tiết học truyền thống của mình. Và đây là một trong cái mô hình mà các cái nước tiên tiến phương Tây người ta cũng đã áp dụng rồi, bây giờ mình mới ứng dụng, thì tôi thấy cái đây là một cái lớp học rất là tốt. Một trong những cái mà mình thấy rõ ràng nhất á là cái sự hứng thú của cả học sinh và giáo viên khi mà được áp dụng cái phần mềm này vào trong cái quá trình giảng dạy và học tập. Thì nếu như mà chỉ có dạy một cách lý thuyết suông thôi á thì học sinh nó sẽ khó mà có thể tiếp cận được. Thì bây giờ thì học sinh nó có thể tự nghiên cứu, sử dụng những cái phần mềm mà những cái học liệu số ở trên đây, phải nói giống như là cái kho tàng bách khoa toàn thư á, thì các con có thể tự nghiên cứu và tự làm việc nhóm với nhau.
rồi tự thảo luận và phát triển cả cái kỹ năng thuyết trình và phản biện ở trên lớp nữa. Như vậy thì cái sự tiếp thu của học sinh nó sẽ tích cực và chủ động hơn. Thì và với những cái video 3D như vậy thì các con nó sẽ nhìn rõ một cách trực quan hơn và có khắc sâu hơn vào cái kiến thức đó. Thì với cái sự phát triển và kỹ năng sáng tạo như vậy á, thì các con có thể ứng dụng trong cái thực tế rõ ràng hơn. Thì ngoài ra thì với cái những cái video bằng tiếng Anh như thế này thì các con cũng phát triển được cái kỹ năng nghe, đọc và hiểu, thì nó cũng rất là tốt trong cái phần học ngoại ngữ của các con. Con và rất bạn và các bạn rất là thích cái lớp học này, tại vì khi mà chúng con học viết viết trên sách và khi mà xem cái phim, những cái phim 3D trên lớp phần mềm này thì con hiểu nhiều hơn khi mà xem cái phim 3D, tại vì trong sách thì mình không có được xem nhiều về cái sự hoạt động của ví dụ như là hoạt động của cái nguyên tử hoặc là cái số đo của lăng mộ Ai Cập. Con thấy dễ hiểu bài hơn và hiểu rõ cái nội dung phần học khi mà học cái phần này. Khi mà học trên lớp thì thầy cô có thể thấy được cái bài làm của con và có thể chấm bài trên cái phần mềm này. Còn khi ở nhà thì tụi con về nhà làm bài tập trên cái phần mềm này trong cái tablet. Thì ngoài khi mà làm cái bài tập đó, thì tụi con có thể tìm hiểu các cái nội dung khác trên cái phần mềm. Năm lớp 6 vừa rồi thì các bé nó có học cái môn vật lý về cái sự nở, sự nóng lên của chất lỏng. Thì khi về nghe con mình nói lại là khi học cái phần mềm MOSA này kết hợp với TV trên lớp thì các con nó được tự tay thí nghiệm những cái thí nghiệm về nhiệt độ, mà cho nên là tụi nó rất là thích thú, nó rất là thích về cái phần học này. Còn đối với những cái phần khác, ví dụ như những cái môn học khác, ví dụ như môn ngoại ngữ chẳng hạn, thì thầy cô cũng có những cái phát âm, vừa cái phần phát âm của thầy cô kết hợp với cái phần phát âm âm chuẩn những cái đoạn văn, những cái bài nó rất là sôi động, sinh động. Thì cá nhân tôi thấy rằng cái phần học này rất là tốt. Ngoài ra thì mỗi một bé là có một cái tài khoản riêng, như vậy khi mà về nhà thì nó cũng giống như là một cái lớp học mà thầy cô đã trên lớp đã giao cái phần bài tập để về cho các con ở nhà cũng có thể học và thỏa sức đam mê sáng tạo dựa trên cái nền tảng, cái nguồn học liệu hết sức là phong phú của cái MOSA. Sao nhỉ? Con và rất bạn và các bạn rất là thích cái lớp học này, tại vì khi mà chúng con học viết thuyết trên sách và khi mà xem cái phim, những cái phim 3D trên cái phần mềm này thì con hiểu nhiều hơn khi mà xem cái phim 3D, tại vì trong sách thì mình không có được xem nhiều về cái sự hoạt động của ví dụ như là hoạt động của cái nguyên tử hoặc là cái số đo của lăng mộ Ai Cập. Con thấy dễ hiểu bài hơn và hiểu rõ cái nội dung phần học khi mà học cái phần mềm này. Một câu hỏi nữa cho con là con sử dụng cái phần mềm MOSA này để học ở trên lớp và cụ thể là ở nhà thì con dùng nó để học thế nào, để tự học thế nào? Dạ, khi mà học trên lớp thì thầy cô có thể thấy được cái bài làm của con và có thể chấm bài trên cái phần mềm này. Còn khi ở nhà thì tụi con về nhà làm bài tập trên cái phần mềm này trong cái tablet. Thì ngoài khi mà làm cái bài tập đó, thì tụi con có thể tìm hiểu các cái nội dung khác trên cái phần. Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên của trường Trung học phổ thông Mê Linh. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi sử dụng phần mềm MosaBook trong quá trình soạn giảng. Bản thân tôi cảm thấy rất là may mắn khi được biết đến phần mềm soạn giảng MosaBook, và càng may mắn hơn khi nhận được giải thưởng giá trị từ ban tổ chức cuộc thi. Chính vì vậy mà tôi muốn chia sẻ phần mềm tuyệt vời này tới mọi người.
Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi rất nhiều đã tạo điều kiện cho giáo viên được trải nghiệm và sử dụng phần mềm Mozabook. Thực sự đây là một phần mềm tôi rất là thích bởi vì là tôi vừa có thể soạn được một bài giảng điện tử rất là nhanh chóng và hoàn chỉnh mà lại được thỏa sức sáng tạo theo cái ý của mình. Với phần mềm Mozabook, thầy cô có thể trực tiếp tạo một bài giảng điện tử ở trên này. Hoặc có thể tải file PowerPoint trên máy tính lên Moza, sau đó chỉnh sửa với rất nhiều những công cụ tiện ích trong Moza. Đây là bài giảng điện tử tôi tải lên từ máy tính của mình. Thầy cô có thể trực tiếp chỉnh sửa trên Mozabook với rất nhiều các tiện ích khác nhau. Trong Mozabook, thầy cô có thể cho học sinh luyện tập với rất nhiều các hình thức khác nhau trong cái mục công cụ kiểm tra trắc nghiệm. Với rất nhiều hình thức như là trả lời nhanh, điền khuyết, nối từ hay là ô chữ, vân vân. Hoặc là có bảng trò chơi đa dạng với rất nhiều hình thức đặc sắc như là hình ảnh domino, ghi nhớ, kết nối, cờ lật, hình vuông ma thuật, chỉ đường, khối xanh, vân vân. Thầy cô dạy môn nào có thể lựa chọn các chủ đề liên quan tới môn đó. Ví dụ tôi dạy môn địa lý, tôi lựa chọn chủ đề về địa lý. Thì trong Mozabook có sẵn rất nhiều những tư liệu cực kỳ phong phú và hữu ích cho thầy cô có thể sử dụng để soạn giảng. Mình đặc biệt ấn tượng với kho tư liệu của Mozabook. Thầy cô có thể dễ dàng chèn các cảnh 3D, video, clip, hình ảnh, âm thanh hay là bảng tính vào bài giảng của mình một cách rất là dễ dàng. Ví dụ tôi sử dụng một cuốn cảnh 3D. Thầy cô có thể dễ dàng chèn trực tiếp vào trong bài giảng của mình. Cảnh 3D hoặc là video. Hoặc là các âm thanh chúng ta yêu thích. Ngoài ra thầy cô có thể vẽ tự do bằng công cụ này. Thực sự đây là một công cụ mà tôi cũng rất là thích. Các thầy cô có thể chèn các công cụ toán học ở trong này. Hoặc là sử dụng những bút vẽ thông minh. Hoặc thầy cô có thể sử dụng bút vẽ thông minh nhận dạng và chữ như sau. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi, với những trải nghiệm của mình thì thầy cô cũng có thêm hiểu biết nhiều hơn về Mozabook. Đây thực sự là một phần mềm rất là hữu ích mà thầy cô hãy nên trải nghiệm và sử dụng để phục vụ cho việc soạn giảng của mình. Và xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào ban tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng trên Mozabook. Đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng em tham gia một chương trình vô cùng ý nghĩa, đó là thiết kế bài giảng trên phần mềm Mozabook.
Em biết đến cuộc thi khi đọc được thông tin trên fanpage của chương trình. Khi đó em đã rất hào hứng và rất muốn được tham gia chương trình để có thể được cùng sáng tạo thiết kế những bài giảng thật hay và có thể trực tiếp sử dụng phần mềm MozaBook vào giảng dạy trực tiếp cho các em học sinh. Ngay lúc đó em đã bắt đầu lên ý tưởng cho bài giảng. Sau đó giới thiệu cho học sinh về phần mềm thú vị này. Các em rất ấn tượng, rất muốn có cơ hội để học tập cùng phần mềm này với các môn học khác nữa. Trong suốt quá trình sử dụng phần mềm để thiết kế bài giảng, em thực sự vô cùng ấn tượng với các hình ảnh 3D sinh động, những trò chơi thú vị và cùng lôi cuốn. Phần mềm MozaBook sẽ là một gợi ý vô cùng tuyệt vời đối với mỗi nhà trường để chuẩn bị và hỗ trợ trong quá trình giảng dạy của các giáo viên. Thật may mắn và vinh dự cho bản thân em, cuối cùng thì em đã có cơ hội để giành giải nhì trong cuộc thi. Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ những năm tháng đứng trên bục giảng của em. Cảm xúc thật sự khó tả khi nhận được kết quả từ cuộc thi. Và đây sẽ là động lực rất lớn giúp em có thể say mê và sáng tạo hơn nữa trong quá trình thiết kế và giảng dạy của mình. Cuối cùng em muốn gửi lời cảm ơn đến Tùng Việt Smart Education rất nhiều. Chúc Tùng Việt Smart Education luôn thành công trên con đường đổi mới giáo dục nữa. Xin chào các bạn. Các bạn đã biết gì về MozaBook? Chắc hẳn rất nhiều thầy cô đã trải nghiệm phần mềm vô cùng hấp dẫn này. Bản thân tôi mới được tiếp cận phần mềm này trong năm học 2021-2022 và thực sự phần mềm đã giúp tôi thỏa sức đam mê với việc thiết kế bài giảng kỹ thuật số. Bài giảng có thể được làm phong phú bởi các hình ảnh, hình vẽ và cảnh 3D tương tác, hoặc bạn có thể tạo ra các bài tập ngoạn mục một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt, cảm nhận của bản thân tôi sau mỗi tiết dạy là học sinh của tôi vô cùng thích thú. Các giờ học trở nên hấp dẫn, sinh động hơn. Học sinh của tôi luôn mong đợi các tiết học này. Và đương nhiên, việc tiếp thu bài của các em diễn ra một cách tự nhiên và hiệu quả. Hy vọng rằng phần mềm sẽ không ngừng phát triển về nội dung và trở thành một công cụ đắc lực hỗ trợ các thầy cô trong việc đổi mới và sáng tạo.
MozaBook là phần mềm soạn bài giảng và dạy học 3D thú vị và hiệu quả nhất hiện nay của tập đoàn công nghệ giáo dục Mozart Education của Hungary, hiện đang được ứng dụng trên 50 quốc gia phát triển như Anh, Pháp, Mỹ, Đức, Hà Lan, Nhật Bản, Hàn Quốc và được dịch ra 32 ngôn ngữ phổ biến trên thế giới, giúp học sinh thỏa sức học hỏi và trau dồi khả năng ngoại ngữ. Nội dung của MozaBook phù hợp với chương trình giáo dục phổ thông từ lớp 1 đến lớp 12, bao gồm tất cả các chủ đề như toán, lý, hóa, sinh học, lịch sử, địa lý, âm nhạc, công nghệ, kỹ thuật, tin học. Điểm nổi bật nhất của MozaBook là các cảnh 3D, video thực tế, âm thanh, hình ảnh mô tả sinh động nội dung bài học, khiến học sinh thích thú, hiểu và nhớ bài tốt hơn. MozaBook còn được tích hợp phòng thí nghiệm ảo, cho phép học sinh thực hành, thực hiện các thí nghiệm ảo để hiểu rõ nguyên lý, nguyên nhân của sự việc, biết vận dụng lý thuyết vào đời sống thực tế, giúp học sinh chủ động và tự tin hơn trong cuộc sống. Ngoài ra, MozaBook còn có chức năng tương tác với học sinh trên lớp, chức năng giao bài tập về nhà và tự động chấm điểm, thống kê và đánh giá kết quả của từng học sinh rất nhanh, một cách rõ ràng và chính xác. MozaBook còn tích hợp sẵn nhiều công cụ trực quan và cần thiết hỗ trợ giáo viên soạn bài giảng và dạy học. Đây được xem là phần mềm giúp cải thiện và hỗ trợ tối đa hầu như tất cả các công việc giảng dạy, học tập của giáo viên và học sinh, đáp ứng được nhu cầu đổi mới phương pháp dạy học theo định hướng giáo dục mới. Thì học sinh nó sẽ khó mà có thể tiếp cận được. Thì bây giờ học sinh nó có thể tự nghiên cứu, sử dụng những cái phần mềm, những cái học liệu số ở trên đây. Phải nói giống như là một cái kho tàng bách khoa toàn thư á, thì các con có thể tự nghiên cứu và tự làm việc nhóm với nhau, rồi tự thảo luận và phát triển cả cái kỹ năng thuyết trình và phản biện ở trên lớp nữa. Như vậy thì cái sự tiếp thu của học sinh nó sẽ tích cực và chủ động hơn. Thì và với những cái video 3D như vậy thì các con nó sẽ nhìn rõ một cách trực quan hơn và có khắc sâu hơn vào cái kiến thức đó. Thì với cái sự phát triển và kỹ năng sáng tạo như vậy á, thì các con có thể ứng dụng trong cái thực tế rõ ràng hơn. Thì ngoài ra thì với cái những cái video bằng tiếng Anh như thế này thì các con cũng phát triển được cái kỹ năng nghe, đọc và hiểu, thì nó cũng rất là tốt trong cái phần học ngoại ngữ của các con. Thứ nhất là mình xin cảm ơn các bạn đã đem đến cho trường của mình một buổi giới thiệu về một phần mềm mình cảm nhận là rất là hay. Tại vì như các bạn đã nói á, là học trò nó phải có thấy trực quan, nó tương tác thì nó mới học tốt được. Mà các phần mềm MozaBook này nè có một cái thế mạnh là có kho dữ liệu học á. Ở đó có những thí nghiệm, là có những hình ảnh mà nó rất là trực quan 3D luôn. Thì dựa vào đó học trò có thể biết được. Nhưng mà mình nghĩ nếu mà không có những cái kho dữ liệu đó, học trò khó có thể hình dung những cái thí nghiệm nó diễn ra như thế nào. Đây là một cái thế mạnh rất là hữu ích của cái phần mềm này. Cảm ơn thầy. Thầy có thể cho em biết là mình dạy môn gì không? Mình dạy môn toán. Môn toán. Môn toán thì thầy có cảm nhận được là mình ứng dụng được nhiều trong cái bộ môn của mình không thầy? Hồi nãy mình có lên trên web á, thì mình thấy một cái số kho của 3D là nó thiên về hình không gian. Thì mình thấy đó cũng là một cái điểm mà mình đáng để mà khai thác trong quá trình dạy hình không gian. Theo mình thấy thì cái phần mềm này nó rất là hay. Nó hỗ trợ rất nhiều cho giáo viên và học sinh. Và ngay cả giáo viên không phải dùng nó để mà giảng dạy không, mà có thể dùng về thêm dạy cho con cái mình ở nhà nữa. Về cái kho tư liệu á, thì nó rất là hay. Khi mình tìm ở những cái kho khác ở trên web thì không có được những cái clip hay mà nó cần thiết cho cái việc dạy học như vậy.
cho ạ. Qua một năm cô sử dụng MozaBook thì cô thấy rằng là học sinh tiếp thu bài học rất là nhanh, bởi vì các con trực tiếp lên dùng cái tương tác và cái hình ảnh từ cái 3D trong cái lập trình của MozaBook, thì các con thấy được rất là rõ những cái bộ phận cũng như là những cái yêu cầu của bộ môn, cho nên là các con hiểu bài và rất là sinh động. Bên cạnh đó thì cô thấy rằng là cái hệ thống mà kiểm tra lại bài á cũng có thể trực tiếp ngay tại tiết học luôn, không cần phải về nhà làm bài tập mà các con có thể kiểm tra ngay, và cô cũng có thể kiểm tra ngay được các con cái tiếp thu kiến thức ngay trong cái tiết học đó một cách dễ dàng qua cái phần bài tập cũng được ứng dụng trong cái MozaBook. Cái phần mềm mà MozaBook của tụi em cung cấp thì mình thấy rất là thuận tiện cho giáo viên. Nếu như mà giáo viên mà được sử dụng nó thì nó sẽ có rất là nhiều cái học liệu để mà mình bổ trợ cho việc giảng dạy của mình. Đồng thời là mình thấy là mình có khả năng phát triển những cái ý tưởng của mình từ những cái công cụ mà nó đã có sẵn. Cho nên là sẽ tạo điều kiện cho giáo viên soạn giảng nè, rồi tạo điều kiện cho học sinh sẽ tiếp cận được với những cái mô hình hoặc là những cái đoạn clip 3D mà trong thực tế các em sẽ khó có thể đến được hoặc khó có thể thấy được những cái đó trong thực tế. Và lần này khi mà mình ứng dụng công nghệ vào thì mình có thể mở sử những cái vấn đề nó rất là chi tiết, nên học sinh nó sẽ dễ dàng tiếp thu được kiến thức. Cái môn vật lý của mình thực sự ra mình thấy là ứng dụng được rất là nhiều. Ví dụ như về cái việc mà về tham quan những cái vườn và lấy thủy điện đi, thì mình thấy là với cái mô phỏng 3D thì là cực kỳ hay. Rồi ví dụ như là những cái mạch điện nó sẽ tạo cho học sinh hứng thú, bởi vì cái công cụ mà các em được làm ở trong phòng thí nghiệm á thì có nhưng mà cái giờ mà các em thực hành nó ít. Còn với những cái công cụ 3D như thế này á thì mình sẽ tăng cái giờ thực hành lên, tuy là thực hành ảo thôi nhưng thực ra là nó rất là ích. Các cái công cụ 3D trong toán học thì giúp các con hình dung được những cái phần mà các con chưa chiều tượng và đánh điểm trên các cái trục số và các cái hình không gian, thì nó giúp các con hình dung ra vấn đề nó rõ ràng hơn. Dạ. Cá nhân anh thì anh thấy rằng cái TV tương tác và cái phần mềm 3D Moza thì nó là một cái công cụ nó hỗ trợ rất là nhiều cho cái việc dạy và học của thầy và trò. Ví dụ như là những cái phần, những cái bài giảng xưa giờ thì chúng ta vẫn quen tới cái phấn trắng, bảng đen và những cái thầy cô, ví dụ như môn toán mà khi lên trên trường, trên lớp mà cần phải lên thì khi có dạy về hình tròn hoặc là công này kia là phải sử dụng cơm ba, môn vật lý thì phải thêm rất là nhiều cái dụng cụ để thí nghiệm. Tuy nhiên thì cái phần mềm Moza này với cái TV tương tác trong lớp đó thì nó đã giải quyết, nó đã thực hiện tốt được cái việc học cái lý thuyết trên lớp, và nó có ngay được cái phần thực hành, những cái phần thực hành mà thay vì là các con hoặc là phải đi vô cái phòng thí nghiệm, nhưng mà tại lớp thì giáo viên có thể vừa giảng lý thuyết xong và lại làm luôn cái phần thực hành, nó kết hợp với những cái đoạn phim 3D, những cái hình ảnh rất là sống động, tạo cho cái việc học và cái việc giảng dạy của thầy và trò, trò thì tiếp thu bài nhanh hơn, thầy cô thì thỏa sức sáng tạo của mình để có những cái tiết giảng hết sức là phong phú, và nó thực sự là theo đánh giá của cá nhân tôi thì nó chất lượng hơn so với những cái tiết học truyền thống của mình. Và đây là một trong cái mô hình mà các cái nước tiên tiến phương Tây người ta cũng đã áp dụng rồi, thì bây giờ mình mới ứng dụng, thì tôi thấy cái đây là một cái lớp học rất là tốt. Một trong những cái mà mình thấy rõ ràng nhất á là cái sự hứng thú của cả học sinh và giáo viên khi mà được áp dụng cái phần mềm này vào trong cái quá trình giảng dạy và học tập. Thì nếu như mà chỉ có dạy một cách lý thuyết suông thôi á thì học sinh nó sẽ khó mà có thể tiếp cận được. Thì bây giờ thì học sinh nó có thể tự nghiên cứu sử dụng những cái phần mềm mà những cái học liệu số ở trên đây, phải nói giống như một cái kho tàng bách khoa toàn thư á, thì các con có thể tự nghiên cứu và tự làm việc nhóm với nhau,
rồi tự thảo luận và phát triển cả cái kỹ năng thuyết trình và phản biện ở trên lớp nữa. Như vậy thì cái sự tiếp thu của học sinh nó sẽ tích cực và chủ động hơn. Thì và với những cái video 3D như vậy thì các con nó sẽ nhìn rõ một cách trực quan hơn và có khắc sâu hơn vào cái kiến thức đó. Thì với cái sự phát triển và kỹ năng sáng tạo như vậy á, thì các con có thể ứng dụng trong cái thực tế rõ ràng hơn. Thì ngoài ra thì với cái những cái video bằng tiếng Anh như thế này thì các con cũng phát triển được cái kỹ năng nghe, đọc và hiểu, thì nó cũng rất là tốt trong cái phần học ngoại ngữ của các con. Con và rất bạn và các bạn rất là thích cái lớp học này, tại vì khi mà chúng con học viết thuyết trên sách và khi mà xem cái phim, những cái phim 3D trên phần mềm này thì con hiểu nhiều hơn khi mà xem cái phim 3D, tại vì trong sách thì mình không có được xem nhiều về cái sự hoạt động của, ví dụ như là hoạt động của các nguyên tử hoặc là cái số đo của lần ngoài cặp. Con thấy dễ hiểu bài hơn và hiểu rõ cái nội dung phần học khi mà học cái phần này. Khi mà học trên lớp thì thầy cô có thể thấy được cái bài làm của con và có thể chấm bài trên cái phần mềm này. Còn khi ở nhà thì tụi con về nhà làm bài tập trên cái phần mềm này trong cái tablet. Thì ngoài khi mà làm cái bài tập á, thì tụi con có thể tìm hiểu các cái nội dung khác trên cái phần mềm. Năm lớp 6 vừa rồi thì các bé nó có học cái môn vật lý về cái sự nở, sự nóng lên của chất lỏng. Thì khi về nghe con mình nó nói lại là khi học cái phần mềm MOSA này kết hợp với TV trên lớp thì các con nó được tự tay thí nghiệm những cái thí nghiệm về nhiệt độ, mà cho nên là tụi nó rất là thích thú, nó rất là thích về cái phần học này. Còn đối với những cái phần khác, ví dụ như những cái môn học khác, ví dụ như môn ngoại ngữ chẳng hạn, thì thầy cô cũng có những cái phát âm, vừa cái phần phát âm của thầy cô kết hợp với cái phần phát âm âm chuẩn những cái đoạn văn, những cái bài nó rất là sôi động, sinh động. Thì cá nhân tôi thấy rằng cái phần học này rất là tốt. Ngoài ra thì mỗi một bé là có một cái tài khoản riêng, như vậy khi mà về nhà thì nó cũng giống như là một cái lớp học mà thầy cô đã trên lớp đã giao cái phần bài tập để về cho các con ở nhà cũng có thể học và thỏa sức đam mê sáng tạo dựa trên cái nền tảng, cái nguồn học liệu hết sức là phong phú của cái MOSA. Sao nhỉ? Con và rất bạn và các bạn rất là thích cái lớp học này, tại vì khi mà chúng con học viết thuyết trên sách và khi mà xem những cái phim 3D trên cái phần mềm này thì con hiểu nhiều hơn khi mà xem cái phim 3D, tại vì trong sách thì mình không có được xem nhiều về cái sự hoạt động của, ví dụ như là hoạt động của các nguyên tử hoặc là cái số đo của lần ngoài cặp. Con thấy dễ hiểu bài hơn và hiểu rõ cái nội dung phần học khi mà học cái phần mềm này. Một câu hỏi nữa cho con là con sử dụng cái phần mềm MOSA này để học ở trên lớp và cụ thể là ở nhà thì con dùng nó để học thế nào, để tự học thế nào? Dạ, khi mà học trên lớp thì thầy cô có thể thấy được cái bài làm của con và có thể chấm bài trên cái phần mềm này. Còn khi ở nhà thì tụi con về nhà làm bài tập trên cái phần mềm này trong cái tablet. Thì ngoài khi mà làm cái bài tập á, thì tụi con có thể tìm hiểu các cái nội dung khác trên cái phần. Xin chào mọi người, tôi tên là Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên của trường Trung học phổ thông Mê Linh. Hôm nay tôi sẽ chia sẻ về những trải nghiệm của mình khi sử dụng phần mềm MOSA Book trong quá trình soạn giảng. Bản thân tôi cảm thấy rất là may mắn khi được biết đến phần mềm soạn giảng MOSA Book, và càng may mắn hơn khi nhận được giải thưởng giá trị từ ban tổ chức cuộc thi. Chính vì vậy mà tôi muốn chia sẻ phần mềm tuyệt vời này tới mọi người.
Cảm ơn ban tổ chức cuộc thi rất nhiều đã tạo điều kiện cho giáo viên được trải nghiệm và sử dụng phần mềm Mozabook. Thực sự đây là một phần mềm tôi rất là thích bởi vì là tôi vừa có thể soạn được một bài giảng điện tử rất là nhanh chóng và hoàn chỉnh mà lại được thỏa sức sáng tạo theo cái ý của mình. Với phần mềm Mozabook, thầy cô có thể trực tiếp tạo một bài giảng điện tử ở trên này. Hoặc có thể tải file PowerPoint trên máy tính lên Moza, sau đó chỉnh sửa với rất nhiều những công cụ tiện ích trong Moza. Đây là bài giảng điện tử tôi tải lên từ máy tính của mình. Thầy cô có thể trực tiếp chỉnh sửa trên Mozabook với rất nhiều các tiện ích khác nhau. Trong Mozabook, thầy cô có thể cho học sinh luyện tập với rất nhiều các hình thức khác nhau trong cái mục công cụ kiểm tra trắc nghiệm. Với rất nhiều hình thức như là trả lời nhanh, điền khuyết, nối từ hay là ô chữ, vân vân. Hoặc là có bảng trò chơi đa dạng với rất nhiều hình thức đặc sắc như là hình ảnh domino, ghi nhớ, kết nối, cờ lật, hình vuông ma thuật, chỉ đường, khối xanh, vân vân. Thầy cô dạy môn nào có thể lựa chọn các chủ đề liên quan tới môn đó. Ví dụ tôi dạy môn địa lý, tôi lựa chọn chủ đề về địa lý. Thì trong Mozabook có sẵn rất nhiều những tư liệu cực kỳ phong phú và hữu ích cho thầy cô có thể sử dụng để soạn giảng. Mình đặc biệt ấn tượng với kho tư liệu của Mozabook. Thầy cô có thể dễ dàng chèn các cảnh 3D, video, clip, hình ảnh, âm thanh hay là bảng tính vào bài giảng của mình một cách rất là dễ dàng. Ví dụ tôi sử dụng một tấm cảnh 3D, thầy cô có thể dễ dàng chèn trực tiếp vào trong bài giảng của mình. Cảnh 3D hoặc là video. Hoặc là các âm thanh chúng ta yêu thích. Ngoài ra thầy cô có thể vẽ tự do bằng công cụ này. Thực sự đây là một công cụ mà tôi cũng rất là thích. Các thầy cô có thể chèn các công cụ toán học ở trong này. Hoặc là sử dụng những bút vẽ thông minh. Hoặc thầy cô có thể sử dụng bút vẽ thông minh nhận dạng và chữ như sau. Hy vọng là với những chia sẻ vừa rồi, với những trải nghiệm của mình thì thầy cô cũng có thêm hiểu biết nhiều hơn về Mozabook. Đây thực sự là một phần mềm rất là hữu ích mà thầy cô hãy nên trải nghiệm và sử dụng để phục vụ cho việc soạn giảng của mình. Xin cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Xin chào ban tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng trên Mozabook. Đầu tiên cho em xin gửi lời cảm ơn đến ban tổ chức đã tạo điều kiện cho chúng em tham gia một chương trình vô cùng ý nghĩa, đó là thiết kế bài giảng trên phần mềm Mozabook.
Em biết đến cuộc thi khi đọc được thông tin trên fanpage của chương trình. Khi đó em đã rất hào hứng và rất muốn được tham gia chương trình để có thể được cùng sáng tạo thiết kế những bài giảng thật hay và có thể trực tiếp sử dụng phần mềm MozaBook vào giảng dạy trực tiếp cho các em học sinh. Ngay lúc đó em đã bắt đầu lên ý tưởng cho bài giảng. Sau đó giới thiệu cho học sinh về phần mềm thú vị này. Các em rất ấn tượng, rất muốn có cơ hội để học tập cùng phần mềm này với các môn học khác nữa. Trong suốt quá trình sử dụng phần mềm để thiết kế bài giảng, em thực sự vô cùng ấn tượng với các hình ảnh 3D sinh động, những trò chơi thú vị và cùng lôi cuốn. Phần mềm MozaBook sẽ là một gợi ý vô cùng tuyệt vời đối với mỗi nhà trường để chuẩn bị và hỗ trợ trong quá trình giảng dạy của các giáo viên. Thật may mắn và vinh dự cho bản thân em, cuối cùng thì em đã có cơ hội để giành giải nhì trong cuộc thi. Đây chắc chắn sẽ là một trong những kỷ niệm đáng nhớ trong những năm tháng đứng trên bục giảng của em. Cảm xúc thật sự khó tả khi nhận được kết quả từ cuộc thi. Và đây sẽ là động lực rất lớn giúp em có thể say mê và sáng tạo hơn nữa trong quá trình thiết kế và giảng dạy của mình. Cuối cùng em muốn gửi lời cảm ơn đến Tùng Việt Smart Education rất nhiều. Chúc Tùng Việt Smart Education luôn thành công trên con đường đổi mới giáo dục nữa. Xin chào các bạn. Các bạn đã biết gì về MozaBook? Chắc hẳn rất nhiều thầy cô đã trải nghiệm phần mềm vô cùng hấp dẫn này. Bản thân tôi mới được tiếp cận phần mềm này trong năm học 2021-2022 và thực sự phần mềm đã giúp tôi thỏa sức đam mê với việc thiết kế bài giảng kỹ thuật số. Bài giảng có thể được làm phong phú bởi các hình ảnh, hình vẽ và cảnh 3D tương tác, hoặc bạn có thể tạo ra các bài tập ngoạn mục một cách nhanh chóng và dễ dàng. Đặc biệt, cảm nhận của bản thân tôi sau mỗi tiết dạy là học sinh của tôi vô cùng thích thú. Các giờ học trở nên hấp dẫn, sinh động hơn. Học sinh của tôi luôn mong đợi các tiết học này và đương nhiên việc tiếp thu bài của các em diễn ra một cách tự nhiên và hiệu quả. Hy vọng rằng phần mềm sẽ không ngừng phát triển về nội dung và trở thành một công cụ